mỗi ngày. Bánh rán kẹp pate thịt xông khói, ngon tuyệt hảo. Mến chào các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Trong món bánh rán thì cái phần nhân á, là Phước Hưng sẽ sử dụng cái phần thịt ba rọi xông khói. Bây giờ Phước Hưng sẽ đặt một cái chảo lên trên bếp để chúng ta ram thịt. Cho vô đây một ít dầu nè, chúng ta chỉ cho ít thôi. Còn phần pate thì Kim Thảo giúp giùm Hưng, chúng ta sẽ tán nhuyễn ra. Càng nhuyễn càng tốt hả Hưng? Đúng rồi, để mà chúng ta sẽ phết vào cái nhân bên trong. Phần dầu cũng đã nóng, Hưng sẽ cho phần thịt ba chỉ xông khói vào. Chúng ta sẽ áp chảo với lửa vừa. Còn phần tắc thì Kim Thảo lấy nước giùm Hưng nha. Ừ, đồng ý. Thịt xông khói mà để lên áp chảo thơm ơi là thơm hơn. Đúng ha. Rồi, nó vàng xém nên là cái phần thịt rất là thơm. Bây giờ thì phần thịt ba chỉ xông khói ở đây cũng đã vàng ươm rồi nè. Phước Hưng sẽ tắt bếp, bây giờ chúng ta sẽ lấy ra. Phước Hưng sẽ để nguội. Phần hành tây này bây giờ Phước Hưng sẽ cắt lát nè. Cho vào một cái tô nước đá để hành tây giảm đi cái độ hăng nó và nó giòn hơn nè. Thịt ba chỉ xông khói ở đây cắt cái độ dài khoảng 2-3 cm. Để chúng ta cho vào nhân thì ăn sẽ dễ hơn. Ở đây Phước Hưng đã chuẩn bị một gói bột bánh rán pha sẵn từ Ajinomoto. Hưng sẽ cho một gói bột vào đây. Các bạn khán giả biết không, Kim Thảo rất là thích chế biến bánh rán Doraemon cho các bạn nhỏ. Tại vì vừa tiện dụng, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Khi mà chúng ta chỉ cần sử dụng một gói bột bánh rán pha sẵn từ Ajinomoto. Chúng ta sẽ khuấy đều. Và ngày hôm nay có một cái điều đặc biệt cho món bánh này thì các bạn nên lưu ý. Chúng ta sẽ cho một muỗng nước cốt tắc vào trong phần bột để khi mà chúng ta làm cái món bánh ngày hôm nay nó sẽ phù hợp với hương vị mặn hơn. Tiếp theo thì Hưng sẽ bắt lên trên bếp một cái chảo để chúng ta rán bánh. Bây giờ chảo cũng đã nóng, Phước Hưng sẽ giảm lửa đi và chúng ta sẽ cho cái phần chảo nóng này giảm nhiệt độ bằng trên cái bề mặt chiếc khăn ẩm này. Rồi với Hưng sẽ đặt lên trên bếp một cái chảo lại nè. Bây giờ chúng ta sẽ đổ bánh. Rồi, để cái muỗng sao cho cách xa cái chảo rồi mình giữ đúng một vị trí thôi. Đối với món bánh ngày hôm nay thì Phước Hưng sẽ pha cái hỗn hợp bột hơi loãng hơn một tí để chúng ta sẽ dễ đổ bánh lớn hơn. Bây giờ thì phần mặt bánh cũng đã khô ráo mặt bên trên rồi, bây giờ Phước Hưng sẽ trở lại mặt bánh nè. Rồi. Rồi. Wow, đẹp quá. Rồi. Đây, chúng ta được một cái rồi. Wow. Wow. Tăng nhiệt độ của chảo lên lại nè. Ừ. Rồi. Bây giờ phần bánh cũng đã rám mặt nè, Phước Hưng sẽ chở phần mặt bánh lên. Rồi bây giờ Phước Hưng sẽ cho cái thứ hai ra dĩa luôn nè. Đầu tiên thì Hưng sẽ cho lên một miếng bánh nè. Đã phết cái phần pate mà lúc đầu chúng ta đã tán nhuyễn lên đây. Cho phần thịt ba chỉ xông khói vào. Rồi Hưng sẽ cho lên đây vài cọng hành tây nè. Cho rau mầm vào. Chúng ta sẽ sắp xung quanh. Cho lên đây một ít lá húng lủi. Hưng sẽ cho phần bề mặt trên lên. Và chúng ta sẽ ấn nhẹ xuống nè. Bắt lên trên đây một ít mayonnaise nè. Vậy là món ăn của chúng ta ngày hôm nay đã hoàn tất rồi. Sự kết hợp cực lạ giữa lớp bánh rán xốp mềm và pate béo ngậy, thêm chút thịt xông khói và giòn giòn từ hành tây, bánh rán thú vị khó tả.